Nồng nàn như nắng phương Nam là những sắc hoa mang gam màu sáng chói, rực rỡ. Khi lác đác mai vàng bắt đầu điểm nụ trên những cành xương, thì người Sài Gòn cũng rộn rịp đón chào luồng xuân giận muôn hồng nghìn tía, chuyển về từ các tỉnh xa, nơi có những mảnh đất màu, có nhiều bàn tay khéo, chăm chút điểm tô, cho đất Sài Thành cái phong vị rất riêng. Con đường qua, bến thuyền qua, hương sắc huy hoàng vào những ngày giáp Tết, ta dễ dàng thấy nhu cầu vui xuân của người Sài Gòn. Khi qua chơi bến Đức Bình Đông vào những ngày ghe thuyền miền Tây lên tham gia vụ Tết, đến hẹn lại lên từ 23 tháng Chạp, ông Táo về chầu trời, thì bến ấy khai xuân, nhìn những chiếc ghe bầu lớn nhỏ cập bến qua, không khỏi nghĩ về nguồn gốc, những làng nghề, những sinh hoạt truyền thống xuất xứ từ miền Tây Nam Bộ. Có lẽ là nên một lần bước về miệt vườn mà xem dòng chảy của mùa xuân. Tuần tháng Chạp năm Mậu Tuất, vào một buổi sáng mờ sương lành lạnh, chúng tôi theo tour của công ty du lịch Nam Á Châu khởi hành về Sa Đéc, Cần Thơ, gọi là một chuyến du xuân sớm. Vào những ngày này, vườn hoa giữa trái hẳn là đang là một cuộc xuân giận tưng bừng nhất, hấp dẫn nhất trong năm. Cũng như mọi lần, đoàn dừng Mekong Rest Stop để ăn sáng, vẫn còn khá sớm để chúng tôi thưởng ngoạn khung cảnh đẹp đẽ khu nhà vườn, khen cho sự đầu tư chăm sóc của chủ nhân. Có thể vào thời điểm khách đoàn còn chưa hội tụ nên chúng tôi có khoảng không gian khá thoáng, khá ưu nhã để thưởng thức các món điểm tâm hợp khẩu vị trong một ngôi nhà rường cổ ấm cúng sang trọng. Chỉ một thoáng vào tour đã cảm thấy một trời xuân thấm nhuận vào lòng, một tháng Chạp đầy thi vị với làn sương mong manh như khói, với sự đồng cảm nhanh chóng xuất hiện giữa những bạn bè vừa quen hay đã quen lâu. Tiết xuân đã phả lên vạn vật những điều vi diệu như thế đó. Xuân vừa về trên bãi cỏ non, xuân đưa lá vàng suối nguồn,
đời cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm lạ lời. Muốn yêu anh và giờ thì chúng tôi qua cầu Mỹ Thuận để đến làng hoa Tân Quy Đông, Sa Đéc, vựa hoa lớn nhất miền Tây Nam Bộ, là nơi cung cấp hoa cho các tỉnh thành khắp nước. Đây là nơi ươm mầm cho gần 2.000 giống hoa kiển trên diện tích hơn 85 hectare với 2.000 hộ dân làm nghề. Điểm mới năm nay 2019, một số chủ vườn cho đầu tư nhiều tiểu cảnh công trình có thu phí tham quan từ 5.000 tới 20.000 thay vì miễn phí như mọi năm. Chúng tôi vào cổng số 2 theo sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, vé vào cổng là 20.000 một người. Ở cổng 2 chưa được đầu tư tốt như cổng chính. Dù tiết xuân mới chớm sang, nhưng nắng phương Nam đã dội xua màn sương sớm tan đi trên bạc ngàn đồng hoa, trải dài nhiều cây số. Như vậy khả năng đi bộ đối với chúng tôi là không thể. Cả nhóm chất lên một chiếc xe điện, từ từ lướt qua xa gần, nhìn xem tổng thể. Cuối cùng chọn một nhà hoa kiển tương đối quy mô, bắt đầu cuộc đi dạo chậm rãi, thâm nhập vào không khí chợ hoa, nhân thể chụp vài kiểu ảnh lưu niệm. Điểm khác biệt ở làng hoa Sa Đéc so với các nơi là các luống hoa được trồng trên dàn cao, phía dưới ngập nước. Người trồng hoa phải đi thuyền hay đi ủng, tùy theo mùa nước. Khi làm việc, thích nghi với địa hình thấp, dùng hạ lưu sông Tiền. Sa Đéc cũng trồng được một số loại hoa ôn đới, chúng được bảo vệ trong nhà lưới. Vào xuân, nhiệt độ chưa cao, nhưng chúng tôi cũng khá lo lắng cho những cánh hoa mong manh, nắng không ưa, mưa không chịu này. Sắc màu chủ yếu vẫn là màu vàng, màu đỏ dành cho Tết, đặc biệt là dạng thọ vàng rực. Chẳng những màu đẹp mà tên lại hay, may mắn. Người Việt nào cũng thích có bình hoa dạng thọ vào dịp tân niên. Thưa
Giữa những giàn hoa cao ngang ngực, bỗng xuất hiện nhiều con bướm tung tẩy, lang thang, lúc lượn lờ trong khu vườn vắng chủ. Khi họp thành nhóm vui vẻ ghi hình, cả buổi sáng này chúng tôi choáng ngợp với màu nắng, màu hoa. Nhưng mê mẩn cách mấy thì cũng không thể rước nàng qua theo về, vì còn đi rong 2 ngày bằng ô tô. Trời nóng, có lẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất đem về với Sài Gòn là bông giấy, loại hoa dễ tính mà lại rất rực, rất rẻ. Khó tin nổi một chậu hoa giấy màu đào phai như thế này, nhà vườn chỉ báo 30.000, một cái giá ngẩn ngơ. Đành phải ôm theo ra xe. Đúng là mua tận gốc. Lượt về chúng tôi dùng xe ôm, chi 15.000 để được đèo ra bến đậu ô tô, cũng gọi là mãn nhãn với làng hoa Sa Đéc. Ra cổng vườn còn cố mua kẹo chỉ tơ hồng, sợi dừa nạo phủ mạch nha làm nhân, bánh tráng phòng làm giỏ, sắc hương Đã ghé Sa Đéc thì phải qua làng bột Tân Phú Đông, một làng nghề trăm năm tuổi. Nghề bột Sa Đéc nổi tiếng với bột mút làm từ gạo qua nhiều công đoạn xay, hòa lá, dâm bột, để lắng, phơi vân vân, thành một thứ bột trong và dai hơn bột gạo thường. Tuy nhiên ở khu ẩm thực này người ta làm nhiều thứ bánh chế biến từ bột thường lẫn bột mút. Vé vào cổng là 50.000 một người, mức giá khá rẻ. Đối với một suất ăn có cả mặn lẫn ngọt mà ta sẽ thấy nó trong có phim. Cái độ rong nhưng mà nó làm bằng bột chứ không phải là bột năng. Ăn bỏ cơm mới là thôi. Dạ nhưng mà kệ, lá cứ đi ăn cơm. Cái này ngon. Trong một cái môi trường dân dã, dạ. Các món ăn độc đáo của quê ta. Sao biết tiếp xong? Dạ biết đây, những con này. Sao? Tép đất muộn, tép đất biển được. À, tôm tép bạc đây. Dạ. Rồi này là giá. Bột bánh rất là ngon, giòn, béo. Ủa còn bên kia kìa. Bột này có nước dừa chắc luôn. Chắc luôn, dạ, tại vì nó tróc lóc hả? Ngon phải không? Miếng nào đây? Bánh bò miếng, cái đó. Đây miếng này nha. Miếng này là bánh khoai mì đó chị. Ngon ha. Thì ngon, nãy ăn rồi. Anh nhìn chị chút nó đẹp em. Đó, mút vậy nhẹ. Cái xanh xanh đó đó đó. Đó. Đây, bánh lọc. Tự nhiên dư là chút có lấy sò bự qua. Thank you.
Ngay sau khi rời khu ẩm thực làng bột, chúng tôi bất đắc dĩ dời chân vào một nhà hàng để dùng bữa trưa theo chương trình tour. Những tưởng đã nít no một bụng bánh trái dân gian thì không còn có khả năng ăn. Ngờ đâu lại được một bữa ăn đầy phong vị đồng nội, canh chua cá lăng nấu với bông so đũa rau nhúc, cá kho tộ, gà giò xé phay, rau củ luộc chấm mắm kho quẹt. Thế là khiến cảm thán lạ vang lên, cơm đồng quê ăn rất được. Chắc hết. Không biết phải qua sợ ngon quá. Không phải ra có mặt sợ hết. Con kia, con kia xấu quá. Tiêu xanh à, kho với tiêu à? Có tiêu xanh kìa chị. Ồ, hết sảy. Trời ơi. Cây sẽ đầu bờ hương nhạt. Dạ, ông cho hai. Mình luồn luồn với mấy cái đó đó mới hay đó. Ừ. Ham không, ham không, ham không, ham không. Ham quá. Đó, đó lên. Quýt, quýt, trời ơi, quá đã không. Ngập ngừng sợi khói quyện vào mây quê. Khi tôi quay về thuyền đã mù xa, bờ hiu hắt lạ thuyền đã ngu xa. Thôi chụp nhiều quá rụng trái hết ta Lộc ơi. Đây học. Tôi tìm ngày xưa, tìm hoài chẳng thấy. Giọt nắng thở dài, chiều vỡ mênh mông, chiều vỡ. Ở Lai Dung, khi chúng tôi vào chơi vườn quýt hồng thì bắt gặp màu nắng quái. Cái nắng ban chiều vàng đượm tựa nắng mùa thu càng làm tăng sắc hồng trên quả chín. Gọi là vào chơi vì quy củ bây giờ là chỉ ngắm thôi mà không được hái. Điều này dễ hiểu khi lượng khách quá đông và có nhiều hành vi mất kiểm soát gây lãng phí. Vậy thôi. Vườn xứ hoang phế. Trời ơi, nghe nắng chớ mình nặng chịu tình quê. Ngang qua triền đê trượt chân suýt ngã, lòng bàng hoàng quá chạm vào ngày xưa. Chạm vào hoa mưa và hoa nỗi nhớ, cây sẽ đầu bờ. Ngọt quýt đường ha, mà ngọt nhiều hay ngọt ít? Ngọt thanh, ngọt thanh. Nhẹ nhàng thôi, dễ chịu à. Chị quýt gì chị? Quýt đường vàng, tức là cũng khen đó phải không, lời khen. Rồi 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 rồi, một cái mặt, một cái trái hồng, quýt hồng đó phải không chị? Cái bên nữa nè, quýt hồng nè, quýt hồng. Rồi còn hai quýt hồng nữa. Hai nè. Xin chờ chị cho biết chất lượng. Chất lượng của quýt chua chua. Vậy hả, vừa khẩu vị chị. Sản phẩm quýt hồng Lai Dung thật khó phẩm bình, 50.000 một vé vô cổng. Nhỉnh hơn 1 kg quýt chín đậm bày bán bên kia đường. Mùi bán gian lộ có cái thú riêng của nó, không hẳn gì rẻ hơn, có một chút gì giống như là sự ủng hộ đối với bà con tiểu thương. Một con đường còn lại đây,
quá mau, một dòng sông im tiếng nghe vắng đưa câu hò năm xưa trên bến sông một chiều thu mưa. Ai nhớ ai những lần qua đây, Cần Thơ trong tôi bao kỷ. Tây Đô, một tên gọi khác của thành phố Cần Thơ. Khi chúng tôi về đến Tây Đô thì trời đã xế chiều, chiếc cầu đẹp bắc qua sông Hậu gợi ta nhớ về những câu hò dài thấp trầm xuống mặt sông mênh mông và những đêm trăng với tiếng còi tàu. Ta bắt đầu bước vào cảm xúc với những dòng sông, những miệt vườn xanh như ngọc. Nhưng trước hết cần nhớ rằng Tây Đô còn là một thành phố lớn với cơ sở hạ tầng hiện đại, một thành phố lớn nhất miền Tây. Du thuyền Cần Thơ tách bến lúc 19:30. Chúng tôi ăn tối và thưởng ngoạn cảnh đêm trên đó. Khó có lời nào để khen tặng cho dịch vụ du thuyền này. Bữa tối thì nhạt nhẽo, văn nghệ thì tầm thường. Ưu điểm bù đắp lại là không gian mênh mông, gió sông lồng lộng, trợ hứng cho khách chơi đêm một chút thi vị. Về miền châu thổ gạo trắng nước trong, những xúc cảm về điệp điệp Trường Giang xuôi ra biển lớn. Dòng sông thường thì người ta sẽ đi chợ nổi Cái Răng từ 4-5 giờ sáng, nhưng lần này chúng tôi cứ thư thả ăn sáng xong rồi mới ra bến Ninh Kiều. Không có gì phải vội vàng, cứ sáng hửng như thế, thuyền nổi như thế cho nó yên tâm. Tiền Giang và đổ ra ngay chỗ khu vực cửa tiểu cửa đại. Nét độc đáo của chợ nổi Cái Răng là chuyên buôn bán các loại trái cây đặc sản dùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và ngày một sầm uất hơn lên. Trên sông Cần Thơ, chợ nằm gần cầu Cái Răng và chỉ cách thành phố Cần Thơ chừng 6 cây số đường bộ. Nếu đi bằng ghe thì mất cỡ nửa tiếng. Thành cái một cái phương tiện mà mới nói nha, bây giờ người dân miền Tây ai đâu đâu người ta cũng sở hữu và sử dụng, đó chính là tắc lái hay còn gọi là thử lái.
để góp phần chúng ta bảo vệ môi trường nói chung và sơn nhỏ này bên bãi bên bên trái của chú á. Không chỉ có các ghe thuyền cỡ lớn neo đậu giữa sông để bán sỉ nông sản, mà có rất nhiều loại dịch vụ khác, phở, hủ tiếu, cà phê, quán nhậu nổi, len lỏi bằng xuồng nhỏ phục vụ người đi chợ và bây giờ là phục vụ chủ yếu cho khách du lịch trên sông. Ta có thể thấy và tham gia cho thêm phần sinh động. Cũng cần nhớ rằng, hoa quả mua kiểu này chỉ là mua vui, khi được khi không, đừng như vậy mà thất vọng. Đó là chung những cây tre, người ta gọi là cây bẹo, tre ngăn kẹo, để người ta cắm đầu cái thuyền. Và họ bán cái gì á, những trái cây nào trên thuyền thì họ lại treo cho nó lên. Thì ví dụ như họ bán dưa hấu, họ sẽ treo dưa hấu, họ bán sơn có và sơn đen cũng có, và họ bán ví dụ như là họ bán củ đậu hay là củ sắn gì đó, là tất cả họ đều treo lên. Và khi mình nhìn xa như vậy á, bạn hàng người ta sẽ chứng minh cái hướng, cái vị trí của thuyền ghe và mình sẽ không thể mua. Một từ dùng riêng cho dùng chợ nổi dần dà lan rộng, có thể là danh từ cái bẹo để chỉ cây sào trước ghe, dùng như một bảng quảng cáo mặt hàng treo nông sản cần bán, khỏi phiền chữ nghĩa. Từ bẹo này cũng là động từ bẹo trong bẹo hình bẹo dạng rặt miền Nam, hàm ý chê bai. Nay thì các loại hành vi cử chỉ bẹo đó được coi là phô bày cái đẹp, cái duyên, cái quyến rũ. Chúng tôi rất thú vị trước những màn rượt đuổi trên sông, những đường lái dậy sóng nhanh chuẩn, những bước quặt mũi thuyền điêu luyện, lái thuyền bằng một chân của người dân buôn bán lẻ. Cũng có thơ ca tả chợ rất hay, chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng, ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn, em treo bẹo cái răng ba láng, ta thương hồ dàm sáng Cần Thơ. Cái địa danh ba láng dàm sáng ta sẽ gặp trong chương trình này. Còn bây giờ thì ghé thăm một chút hủ tiếu pizza thương hiệu Sáu Hoài. Ngoài cái lò hủ tiếu cho các du khách mình đổ bánh chơi, mình trải nghiệm, chứ còn có một trong cái lâu mà có chú quay làm sản buôn bán cho tôi khách cô chú mình thích thích cho mình mua, còn cái chuyện vấn đề gì cô chú khách. Theo sự giới thiệu của hướng dẫn viên Trần Cường, chúng tôi được biết sở dĩ có tên hủ tiếu pizza là do khách Tây đặt ra. Thực chất là món ăn hủ tiếu chiên phồng như chúng ta thấy. Bên trên có thể phủ nhân giống pizza hoặc giống như mì sợi chiên giòn của người Hoa cũng được. Cái thú vị là chúng tôi được tận mắt thấy và tận tay thực hiện vài công đoạn trong quy trình làm ra bánh hủ tiếu Cần Thơ, có khác so với hủ tiếu Sa Đéc một chút, đặc biệt là có gia tăng hương vị xanh dứa, tím lá cẩm hoặc màu gấc hồng nhạt.
Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu? Có bao giờ em đợi tháng mây trời mưa ngâu? Có bao giờ em nói câu tình tự ca dao? Có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau? Mùi hương nào gợi nhớ vườn trăng thoáng hương cau, con diều nâu theo gió nhạc sáo lên cao, nhịp võng chưa mùa hạ. Ngày xưa dù ngày sau thi ca trong sữa lúa, tiểu thuyết trên lụa đào. Từ đây chúng tôi đi sâu hơn vào huyện Phong Điền, miệt vườn Trù Mật có con sông Ba Láng chảy êm đềm giữa đôi bờ xanh mướt. Đến đây chạnh lòng nhớ câu ca: quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông luôn gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Con đường làng rực rỡ nắng trưa là hình ảnh quen thuộc của miền Tây Nam Bộ. Ai có quê hẳn là rưng rức nhớ. Một thoáng tách đoàn, trộm đi về dàn sáng, dàn gừa, lấy được chút hương đồng nội, lấy được chút tình quê. Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu? Có bao giờ em đợi tháng mây trời mưa ngâu? Có bao giờ em nói câu tình tự ca dao? Có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau? Mùi hương nào gợi nhớ vườn trăng thoáng hương cau, con diều nâu theo gió gửi nhạc sáo lên cao, nhịp võng chưa mùa hạ. Ngày xưa dù ngày sau thi ca trong sữa lúa, tiểu thuyết trên lụa đào. Chương trình tour của công ty du lịch Nam Á Châu còn đưa chúng tôi về chơi tại khu du lịch Mỹ Khánh, giếng Trúc Lâm Thiền Viện Phương Nam. Tuy nhiên, hoạt động tại những nơi này có phần thiếu hòa nhịp với dòng chảy cảm xúc về một miệt vườn đơm bông kết trái, một dòng chảy nhân quả, một dòng chảy kết nối lịch sử, văn hóa, truyền thừa. Trên những dòng sông mênh mông, thuyền bè xuôi ngược, kết nối tỉnh thành với nông thôn, chúng tôi tận một sở thị mùa xuân thực ra đã bắt đầu từ nhiều ngày tháng trước bởi tay người. Từ đó hạt giống nảy mầm, từ đó màu vàng rực rỡ, màu đỏ thắm tươi, muôn hồng nghìn tía lan tỏa. Dù cho phương tiện giao thông ngày càng phát triển đa dạng, nhưng ai có thể nén lòng cảm động khi cùng tham gia chào xuân trên những chuyến gian hành.